Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh Yến Thư Baccarat. Và hôm nay Thư lại ra thêm một video mới. Về video này, Thư sẽ chia sẻ về các tiêu chí để lựa chọn trang đầu tư uy tín. Thì trước khi bắt đầu bước vào video, Thư xin nói một vài lời quen thuộc, cũng như ở những cái video trước đó, là tất cả các video thấp trên kênh là không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi, cũng như không có ý định lôi kéo hay dụ dỗ bất kỳ một ai. Còn bạn nào muốn biết mình đang đầu tư vào cái web chính thống hay là web ma thì đừng ngần ngại inbox với mình qua Telegram là a+thubcr6868 hoặc là Zalo là 0584758547 để chúng mình cùng nhau giao lưu, học hỏi, chia sẻ các kiến thức về đầu tư Baccarat nhé mọi người. Và để chúng ta lựa chọn một kênh đầu tư uy tín thì nó sẽ bao gồm những tiêu chí nào thì hôm nay Thư sẽ bật mí cho mọi người luôn nhé. Thì trang web đầu tư uy tín là một tổ hợp các kênh đầu tư được thiết kế trực tuyến để đem lại cho chúng ta một không gian đầu tư. Vậy bạn có thể đầu tư với nhiều hình thức khác nhau cũng như là đầu tư với nhiều kênh khác nhau trong các trang web uy tín như là Baccarat, Tài Xỉu, Super, v.v. Thì mỗi trò chơi khác nhau tại kênh đầu tư này nó đều sở hữu cái tỷ lệ độ thưởng lớn và cực kỳ rộng rãi với những cái hình thức riêng biệt. Thì những trò chơi này đều có luật chơi khác nhau và bạn cần phải tìm hiểu thật là tỉ mỉ trước khi tiến hành đầu tư vào các trang web. Vậy thì những tiêu chí để chúng ta lựa chọn khi đầu tư vào các trang web là gì thì hôm nay Thư sẽ chia sẻ ngắn gọn xúc tích ở cái video này. Khi mà bạn biết cũng như là bạn chọn một kênh đầu tư uy tín thì bạn cần phải hiểu rõ những cái tiêu chí để chúng ta phân tích. Thì nhờ đó thì chúng ta mới có thể học hỏi này, nhận được những thông báo một cách thức nhanh chóng nhất và chúng ta lựa chọn một cái trang web uy tín nhất. Thì điều đầu tiên đó là chúng ta cần phải lựa chọn một trang web đầu tư uy tín xây dựng thương hiệu hợp pháp riêng cho mình. Thì nếu muốn xác định một kênh đầu tư trực tuyến thì bạn cần phải tìm hiểu về phương pháp có mặt trên thị trường. Một liên hệ uy tín sẽ được thành lập hợp pháp mang các giấy tờ pháp lý rõ ràng. Và doanh nghiệp cần các giấy chứng nhận phải là cơ quan mang thẩm quyền về quản lý đầu tư. Trong các khoản ấy thì trang web nó mới hoạt động công khai và người chơi mới lặng tâm khi mà đầu tư tại đây. Thứ hai là hỗ trợ đa phương thức đầu tư. Những địa chỉ uy tín thường tương trợ cho người chơi rộng rãi những phương thức trả tiền khác nhau, từ nạp tỷ cào điện thoại cho đến thanh toán qua các ngân hàng hoặc là các ví điện tử. Các địa chỉ này nếu đủ uy tín thì mới có thể mở được tài khoản trả thưởng cũng như là tài khoản nạp rút theo thông tin. Thì thành ra giả dụ một trang web phương thức thanh toán số đông thì bạn lặng tâm lúc tham gia đầu tư vào những cái địa chỉ này. Và số 3 đó là trang đầu tư uy tín mang tốc độ trả thưởng nhanh. Thì đầu tư uy tín sẽ có tốc độ trả thưởng mau chóng nhất cho các bạn. Một đàm phán trả thưởng ở đây chỉ cần khoảng 5 tới 10 phút là sẽ hoàn tất. Khi mọi người đầu tư vào những trang web với thời gian trả thưởng chậm thì rủi ro bạn có thể sẽ bị mất tiền. Do vậy là chúng ta cần phải rà soát kỹ thông tin trước khi chúng ta bị mất tiền oan nhé mọi người. Và điều thứ tư đó là tổng hợp phổ biến các game để chúng ta có thể lựa chọn. Thì các web luôn luôn cố gắng mở mang tâm tiếng của mình để sở hữu các phổ thông bí quyết khác nhau. Một số đó là đưa ra phổ biến game của mình để người chơi có thể có nhiều lựa chọn theo cái nhu cầu của mình. Và bạn sẽ được trải nghiệm một kho tàng đầu tư với các đa dạng các kênh game hấp dẫn tại các nhà cái trước khi tham gia ở các website. Cho nên số lượng đầu tư bạn có thể trải nghiệm cũng là ưu thế giúp cho các bạn xác định một nhà một trang web đầu tư uy tín và lâu dài. Thứ năm đó là ngoài mặt giao diện dễ dùng và không giật lag. Thì những casino uy tín luôn mang cho chúng ta những cái giao diện dễ sử dụng và không bị giật lag khi khó chịu. Ví như là một trang web quá là phổ thông để quảng bá hoặc là rối mắt thì khả năng cao đây là một loại web lừa đảo và thiếu uy tín. Các web giật lag nè cũng diễn tả sự thiếu đầu tư và không chỉnh chu về mặt hình thức. Cho nên bạn cần chú ý điều này để lựa chọn một cái trang web uy tín phù hợp để sở hữu cho nhu cầu của chính mình.
Thứ sáu đó là hỗ trợ người chơi tức thì. Thì những trang web đầu tư uy tín thường sẽ hỗ trợ người chơi ngay khi nảy sinh các vấn đề không mong muốn. Giả dụ như là trang web không xử lý hoặc là xử lý nông cạn thì chứng tỏ trang web này không đủ tôn trọng khách hàng. Do đó bạn cần phải nên cân nhắc khi mà chúng ta đầu tư tại đây. Số 7 đó là các trang web online với áp dụng điện thoại. Thì các trang web online thường sẽ mang thêm những ứng dụng để người chơi có thể trải nghiệm tốt nhất. Chính vì thế một yếu tố để đánh giá nhà dòng đó là chúng ta xem là cái ứng dụng điện thoại có chất lượng hay là không. Và người chơi nên nhận các thông tin để chúng ta biết được loại nhà cái cũng như là loại trang web này có uy tín hay là không. Và một chỉ dẫn mà Thư sẽ chỉ dẫn cho mọi người khi mà chúng ta muốn tạo một cái trang chơi uy tín thì nhìn chung để tạo một cái cũng như là đăng ký một cái tài khoản khi mà chúng ta đầu tư vào cái trang thì nó tương đồng với nhau, thì nó cũng có những cái bước đơn giản như là bước đầu tiên thì chúng ta phải truy cập vào cái trang đầu tư uy tín để chúng ta nhấp vào đăng ký, và chúng ta chọn lọc các địa chỉ uy tín đáng tin cậy để chúng ta đăng ký nhé mọi người. Bước 2 là bạn cần phải điền số đông theo thông tin bắt buộc như là bao gồm là họ tên, là số điện thoại, mật khẩu vân vân, rồi chúng ta đăng ký và chúng ta điền. Bước 3 đó là hệ thống nó sẽ gửi, thường nó sẽ gửi cái tin nhắn xác nhận cho mọi người, còn không có những trang web thì nó sẽ không gửi như mọi người. Bước 4 là chúng ta cần liên kết ngân hàng và chúng ta nạp tiền và chúng ta tiến hành bổ sung cái thông tin ngân hàng của mình để chúng ta nạp rút đối với những trang uy tín như mọi người. Và bước 5 là chúng ta cần phải chọn một cái kênh đầu tư phù hợp với bản thân mình để chúng ta có thể đầu tư giành thắng lợi và chiến thắng vượt trội trong cái trang mà chúng ta lựa chọn đầu tư nhé mọi người. Đó thì đó là những cái tiêu chí cũng như là những cái lựa chọn mà Thư đưa lên để cho mọi người tham khảo khi mà chúng ta lựa chọn vào một cái trang web nào đó để chúng ta bắt đầu bước vào đầu tư. Thì video hôm nay Thư chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì trong thời gian qua mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ Thư. Bạn nào yêu thích video này của Thư có thể cho Thư một like hoặc là comment để Thư lắng nghe ý kiến của mọi người. Còn bạn nào yêu thích Thư hơn nữa có thể subscribe kênh của Thư vì trong tương lai Thư còn ra thêm nhiều video hơn nữa nhé mọi người. Bạn nào muốn giao lưu hoặc hỏi chia sẻ các kiến thức đầu tư Baccarat cùng Thư thì đừng ngần ngại inbox với mình qua Telegram là @BCR6868 hoặc Zalo là 0584758547 để Thư có thể giải đáp hết mọi thắc mắc về đầu tư Baccarat cho mọi người nhé. Thì Thư xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì trong thời gian qua mọi người đã luôn yêu mến và ủng hộ Thư.